Sau nhiều tháng giữ thế phòng thủ trước cuộc phản công của Ukraine, Nga đã gây bất ngờ bằng việc tiến hành cuộc tấn công lớn chưa từng có vào thị trấn tiền tuyến Avdiivka ở phía đông. Nga tấn công dữ dội Avdiivka từ ba hướng. Avdiivka hiện do Ukraine kiểm soát, nằm gần thủ phủ tỉnh Donetsk mà Moscow đang nắm giữ. Theo giới phân tích, Moscow có thể đang tìm cách bao vây các lực lượng Ukraine tại Avdiivka, nơi có ba mặt được bao quanh bởi các vị trí của Nga. Kế hoạch này không chỉ giúp Nga dễ dàng kiểm soát thị trấn chiến lược mà còn sớm giành được thế chủ động. Vẫn chưa rõ, cuộc tấn công mới vào Avdiivka có trở thành lực đẩy chính cho nỗ lực của Nga để giành quyền kiểm soát toàn bộ miền đông Ukraine hay không. Nhưng trên thực tế, Nga đang đổ rất nhiều nguồn lực vào nơi đây và cũng đặt cược khá lớn vào canh bạc này. Tara Birizavert, phát ngôn viên của Lữ đoàn đặc nhiệm số 1 của Ukraine lưu ý, vai trò chiến lược của thị trấn Avdiivka rất rõ ràng. Nơi đây là cửa ngõ vào Donetsk, vùng ngoại ô của thành phố Donetsk, thủ phủ tỉnh cùng tên do Nga nắm giữ, chỉ cách Avdiivka 10 km về phía nam. Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã điều động ít nhất 3 tiểu đoàn, ước tính khoảng 2.000 đến 3.000 binh sĩ cùng nhiều xe bọc thép, xe chiến đấu bộ binh, được sự yểm trợ của lực lượng pháo binh để tấn công các vị trí của Ukraine. Ở phía tây bắc Avdiivka, nơi có nhà máy sản xuất than cốc lớn, nằm ở trung tâm khu vực Donbas, một số đơn vị của Nga đã tiến về làng Bekdichi và đối đầu với lữ đoàn cơ giới số 53 của Ukraine. Song song với đó, Nga cũng triển khai các đơn vị khác, gây áp lực lên phòng tuyến của Ukraine ở phía nam, cố gắng tiến lên bằng việc triển khai những đoàn xe bọc thép nhỏ. Theo các nhà quan sát phương Tây, mục tiêu của Nga có thể là bao vây các cứ điểm của Ukraine, dồn binh sĩ đối phương vào một lòng chảo và phá vỡ sự kiểm soát của Kiev đối với Avdiivka. Cuộc tấn công diễn ra trong thời điểm đầy thách thức đối với Ukraine, khi quân đội nước này đang nỗ lực duy trì chiến dịch phản công kéo dài 4 tháng nhằm xuyên thủng các phòng tuyến của Nga tại phía nam và phía đông. Trong thông báo trên Telegram, ông Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, cho biết các lực lượng Ukraine đang phải giữ vững vị trí trong cuộc giao tranh rất khó khăn gần Avdiivka. Còn ông Vitaly Barabas, người đứng đầu chính quyền quân sự tại Avdiivka, nói rằng các trận chiến, các cuộc đấu súng và đấu pháo diễn ra rất ác liệt cả ngày lẫn đêm. Điều gì xảy ra nếu Ukraine để mất Avdiivka? Vẫn chưa rõ Nga có thể giành quyền kiểm soát Avdiivka hay không, nhưng cuộc tấn công của Moscow chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho các lực lượng Ukraine. Nếu Kiev để mất Avdiivka thì đây sẽ là đòn giáng mạnh vào cuộc phản công mà họ đang thực hiện, đồng thời ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của các binh sĩ. Giống như Bakhmut, Avdiivka được coi là biểu tượng của sự kháng cự của Ukraine. Trước đó, quân đội Ukraine đã chống chọi với các cuộc tấn công liên tục của phe ly khai do Nga hậu thuẫn từ năm 2014. Trong 18 tháng qua, Kiev tiếp tục đối phó với các cuộc tấn công và pháo kích lớn của Nga. Hồi tháng 4 vừa qua, Nga cũng từng nỗ lực bao vây thị trấn, nhưng chỉ đạt được một số bước tiến nhỏ ở phía bắc và phía đông. Trong khi đó, Ukraine đã điều lực lượng dự bị tới khu vực này, thiết lập và củng cố các vị trí phòng thủ mới. Chính phủ Mỹ cho rằng Nga có thể đã quyết định phát động cuộc tấn công lớn vào Avdiivka sau khi tiếp nhận 300 container chở đầy đạn dược từ ngày 7 tháng 9 đến 1 tháng 10. Số lượng đạn pháo lớn như vậy có thể tác động đáng kể quá trình chiến đấu của các lực lượng Nga, giúp họ duy trì khả năng tấn công. Trong trường hợp Nga nắm quyền kiểm soát Avdiivka, đây sẽ là một thắng lợi đáng chú ý đối với quân đội Nga, vốn đang phải đối mặt với các cuộc phản công của Ukraine kể từ đầu tháng 6. Hơn nữa, điều này cũng giúp Nga phòng thủ tốt hơn ở các khu vực do nước này kiểm soát tại Donetsk. Ông Denis Pushilin, người đứng đầu khu vực Donetsk do Nga bổ nhiệm, cho biết các lực lượng nước này đã chiếm được khu vực ở phía bắc và phía nam Avdiivka, nhưng còn quá sớm để nói về chiến thắng toàn diện. Trong những ngày qua, một số nguồn tin của Nga tuyên bố rằng lực lượng nước này đã giành được quyền kiểm soát nhà máy than cốc. Nhưng Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn độc lập có trụ sở tại Mỹ, cho biết họ không thấy bằng chứng chứng minh điều đó. Cũng không loại trừ khả năng Nga nhắm mục tiêu vào Avdiivka để đánh lạc hướng, buộc lực lượng Ukraine phải đưa quân từ các địa điểm khác dọc chiến tuyến tới đây. Giáo sư Michael Clark, một chuyên gia về lĩnh vực quốc phòng tại Anh, lưu ý. Theo giới quan sát, cuộc chiến giành Avdiivka có thể trở nên ác liệt hơn trong những ngày tới. Dù Nga có giành được Avdiivka hay không thì cuộc tấn công của nước này vẫn sẽ tác động tiêu cực đến nỗ lực phản công của Ukraine ở phía nam. Tiến độ của cuộc phản công đã chậm lại sau khi Kiev giành được làng Robotai vào tháng 8 năm 2023. Các quan chức phương Tây cho rằng chiến tuyến sẽ không thay đổi nhiều trước khi mùa đông tới. Nếu Ukraine quyết định tăng cường sức mạnh cho các lực lượng ở mặt trận Avdiivka, nước này có thể phải điều động lại một số lực lượng đang chiến đấu ở phía nam Orykhiv
Điều đó sẽ làm giảm cơ hội giúp Ukraine đột phá trước khi mùa đông đến. Theo VOV, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.